Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Nga tuyên bố phá hủy 500 máy bay chiến đấu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 500 máy bay chiến đấu, hơn 12.000 xe bọc thép các loại cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ cách đây hơn một năm. Tổng cộng các mục tiêu của Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 500 máy bay, 252 trực thăng, 8.104 máy bay không người lái, 441 tổ hợp tên lửa đất đối không, 12.778 xe tăng và xe bọc thép khác, 1.165 bệ phóng rocket đa nòng, 6.837 pháo dã chiến, pháo cối, 14.462 xe quân sự chuyên dụng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 20 tháng 10. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022, tuyên bố nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Sau hơn một năm, chiến sự chưa có dấu hiệu lắng xuống, giới quan sát nhận định xung đột Nga-Ukraine đã trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20 tháng 10 cũng tuyên bố Nga đã mất hơn 5.000 xe tăng kể từ đầu xung đột. Hơn 5.000 xe tăng Nga đã bị phá hủy, thiết giáp của Ukraine mạnh hơn của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã phá hủy 55 xe tăng Nga trong ngày 20 tháng 10, nâng tổng số xe tăng Nga bị phá hủy lên 5.047 chiếc. Ngoài ra, Nga mất hơn 9.500 xe chiến đấu bọc thép và hơn 7.000 khẩu pháo. Moscow và Kiev thường nêu ra con số tổn thất của đối phương, tuy nhiên những tuyên bố này chưa thể kiểm chứng. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam. Tại miền Đông, quân đội Ukraine cho hay Nga liên tục đưa viện binh đến để tấn công nhằm bao vây thành phố chiến lược Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Nga kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay lập tức. Nga đề nghị các nước ngừng viện trợ cho Ukraine ngay lập tức và bắt đầu đàm phán dựa trên cơ sở xét đến tình hình thực tế. Tôi chỉ có thể nhấn mạnh lại một lần nữa rằng các nước cần ngừng viện trợ cho Ukraine ngay lập tức và bắt đầu đàm phán dựa trên tình hình thực tế. Lợi ích cốt lõi của Nga đã được nêu ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 20 tháng 10. Ông Lavrov cũng cho rằng việc Mỹ chuyển tên lửa tầm xa vô ích và chỉ nối dài khổ đau cho người Ukraine. Tổng thống Putin đã nói rất rõ về vấn đề này ở Bắc Kinh, rằng những nỗ lực vô ích đó chỉ kéo dài sự thống khổ của Ukraine, nhà ngoại giao Nga cho biết. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay Kiev đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa do Mỹ viện trợ. Washington cũng đã xác nhận điều này. Bất chấp cảnh báo của Nga cũng như tình hình phức tạp hiện nay ở dải Gaza, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Biden khẳng định Washington có thể viện trợ cùng lúc cho cả Ukraine và Israel. Nhà Trắng ngày 20 tháng 10 đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ gần 106 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho các kế hoạch tham vọng của Ukraine, Israel, cũng như cho vấn đề an ninh biên giới của Mỹ, hỗ trợ người tị nạn. Bằng cách gộp các đầu mục này vào cùng một gói ngân sách, ông Biden hy vọng dự luật sẽ được thông qua tại Quốc hội. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa ngày càng hoài nghi về sự cần thiết của việc viện trợ cho Ukraine. Ukraine tăng mật độ bãi mìn dọc biên giới Belarus lên 16 lần. Mật độ mìn dọc biên giới phía bắc Ukraine với Belarus đã tăng 16 lần, Trung tướng Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận. Tuyên bố ngày 20 tháng 10, tướng Naev cho biết hơn 500.000 quả mìn chống tăng đã được lắp đặt ở các hướng chính mà đối phương có thể tấn công kể từ tháng 6 năm 2022. Đặc biệt, các bãi mìn chống tăng, nhóm mìn chống tăng, bộ thiết bị nổ chống người, mìn đất và chướng ngại vật được chôn đã có mật độ tăng gấp 16 lần kể từ tháng 6 năm 2022. Các tuyến phòng thủ đã được trang bị công sự và hệ thống chướng ngại vật kỹ thuật theo hướng Ukraine. Ông Naev nói thêm rằng các chướng ngại vật không nổ và cơ sở hạ tầng, bao gồm cầu và đường, cũng đã được lắp đặt ở miền Bắc Ukraine. Trong khi đó, nhóm giám sát Belarus đưa tin, tính đến đầu tháng 10 có khoảng 2.000 quân nhân của Nga ở Belarus. Trong suốt cuộc chiến toàn diện của Nga và Ukraine, Tổng thống Belarus Lukashenko bị cáo buộc đã cung cấp lãnh thổ của mình cho quân đội Nga bàn đạp để tấn công Kiev. Quân đội Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine từ phía Belarus. Quân đội Belarus không trực tiếp tham gia giao tranh, nhưng Ukraine lo ngại Minsk vẫn có thể sử dụng lực lượng vũ trang để tấn công nước này từ phía Bắc. Nga đã rút phần lớn quân khỏi Belarus, người phát ngôn cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine Demchenko tuyên bố hôm 7 tháng 9. Trước đó có thông tin cho rằng Nga đã điều động quân ở đây tham gia cuộc tấn công vào khu vực Kupiansk-Dymen ở mặt trận miền đông Ukraine.
Nga đưa cá heo chiến đấu đến Crimea. Cá heo tác chiến sẽ giúp Nga tăng cường phòng thủ ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea trong bối cảnh Ukraine tăng cường tập kích vào khu vực này. Hải quân Anh ngày 18 tháng 10 đưa tin Nga đã đưa lực lượng cá heo chiến đấu do Hải quân huấn luyện đến gần Crimea. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các lồng cá heo quân sự đã xuất hiện tại căn cứ Hải quân phía nam thị trấn Novozeleny, khu vực nằm ở tây bán đảo Crimea. Đội cá heo này được phát hiện lần đầu tiên tại khu vực xung quanh cảng Sevastopol trên Biển Đen, thị trấn Novozeleny, cách cảng Sevastopol khoảng 90 km về phía tây bắc, rất gần nơi lực lượng đặc biệt của Ukraine đã đột kích và đổ bộ lên bán đảo Crimea. Mục đích của việc điều động lực lượng này được cho là phục vụ nỗ lực phòng thủ của Nga trước các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen, bao gồm các tàu ngầm tấn công và tàu tấn công tầm xa. Hồi đầu năm nay, Viện Hải quân Mỹ cũng đánh giá sự hiện diện của đội cá heo chiến đấu ở cửa cảng có thể ngăn chặn các kế hoạch xâm nhập từ dưới mặt nước của lực lượng Ukraine. Thời gian qua, các đợt tấn công bằng thiết bị không người lái dưới nước đã giúp khả năng tác chiến của lực lượng Ukraine trở nên đáng gờm ở khu vực Biển Đen. Kiev cũng đã tuyên bố giành lại quyền kiểm soát các giàn khoan khí đốt quan trọng ngoài khơi Crimea. Theo thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 6, Nga, quốc gia dày dặn kinh nghiệm sử dụng động vật biển trong quân đội, đã tăng số lượng lồng nuôi động vật có vú ở biển trong và xung quanh Biển Đen trong nhiều tháng qua. Loại cá heo chiến đấu đã qua huấn luyện hải quân này có thể phát hiện bất kỳ sự xâm nhập nào, thu thập thông tin tình báo và thậm chí tung ra đòn tấn công chết người. Mỹ-EU tìm hướng xoa dịu bất đồng. Ngày 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên minh châu Âu nhằm đưa ra thông điệp đoàn kết trước các cuộc khủng hoảng. Tổng thống Biden, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, các nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ và EU gặp nhau trong bối cảnh hai bên đang có dấu hiệu rạn nứt. Sự kiện này là cơ hội hiếm hoi để củng cố quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, qua đó phối hợp hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng như biến đổi khí hậu cũng như cân đối lại kinh tế thế giới. Sau nhiều năm căng thẳng thương mại dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ kinh tế Mỹ-EU trị giá 7.100 tỷ đô la Mỹ đang có nhiều vấn đề. Châu Âu đang bất bình khi mà Mỹ ban hành đạo luật giảm lạm phát dành tới 370 tỷ đô la Mỹ trợ cấp các công ty sản xuất ô tô điện, pin mặt trời tại Mỹ, khiến các công ty châu Âu giảm khả năng cạnh tranh. Cuộc chiến thuế quan thép và nhôm cũng chưa chấm dứt. Để trả đũa việc Mỹ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu, EU cũng áp đặt 50% thuế nhập khẩu lên một loạt sản phẩm của Mỹ. Dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngưng chiến, nhưng thời hạn của thỏa thuận này cũng chỉ đến ngày 31 tháng 10 nếu như không tiếp tục gia hạn tại cuộc gặp này. Ông Biden có quan điểm ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm, nhưng dung hòa lợi ích hai bên không phải là điều dễ dàng. Mới đây, Phòng Thương mại Mỹ và Liên đoàn Doanh nghiệp châu Âu ra tuyên bố chung kêu gọi giải quyết tranh chấp bởi hợp tác Mỹ-EU là trọng tâm để giải quyết các thách thức địa chính trị và kinh tế mà hai bên phải đối mặt. Nếu chưa vượt qua các bất đồng, Mỹ và EU khó có thể hợp tác hiệu quả trong các vấn đề như thúc đẩy kinh tế xanh, công nghệ quan trọng và mới nổi gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột Israel-Hamas vẫn chưa hạ nhiệt. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu mong muốn thể hiện mặt trận thống nhất, tìm cách tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, cả hai bên đang tìm cách ngăn chặn mặt trận thứ hai tiềm tàng trong xung đột Israel-Hamas, có thể chứng kiến sự tham gia của phong trào Hezbollah ở Lebanon hoặc sự leo thang trong khu vực với những phân nhánh khó lường. Một quan chức EU giấu tên cho biết, điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi phải tăng cường nỗ lực ở cả hai bờ Đại Tây Dương để bảo đảm rằng cuộc xung đột này không lan ra ngoài biên giới. Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội gửi những thông điệp thống nhất rõ ràng tới tất cả các bên trong cuộc xung đột. Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc khi không thể đạt được đồng thuận về việc bầu Chủ tịch Hạ viện. Điều này diễn ra trong bối cảnh hạn chót ngày 17 tháng 11 để thông qua ngân sách cho chính phủ trong năm tài khoá mới đang đến gần. Tại hội nghị, ông Biden đã sẽ trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề này. Ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu bày tỏ tin tưởng Tổng thống Biden sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm viện trợ cho Ukraine. Trước cuộc khủng hoảng khí hậu, EU cũng đang tìm cách thúc giục Washington hành động nhiều hơn nữa. Hội nghị là cơ hội để Mỹ đàm phán rõ ràng hơn với EU về cơ chế điều chỉnh carbon mới được khối áp dụng đầu tháng 10 năm 2023. Đây cũng là cơ chế mới của châu Âu nhằm chống lại các nguyên liệu gây ô nhiễm và đến từ các thị trường có chi phí thấp.
thuế carbon châu Âu sẽ được sử dụng như hệ quy chiếu tham khảo để tiến hành thiết lập khu vực thuế quan chung Mỹ-EU. Israel muốn xóa sổ Hamas, lập thể chế mới ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 20 tháng 10 công bố loạt mục tiêu của Tel Aviv trong cuộc chiến ở giải Gaza, bao gồm phá hủy năng lực điều hành và quân sự của Hamas để xóa sổ nhóm vũ trang này, tạo dựng thực tế an ninh mới ở giải Gaza. Thông tin được công bố tại một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel, trong đó ông Gallant nêu 3 giai đoạn của chiến sự hiện nay. Chúng ta đang trong giai đoạn đầu tiên với chiến dịch không kích và sau đó là tiến công đường bộ nhằm tiêu diệt các tay súng cũng như phá hoại cơ sở hạ tầng để đánh bại Hamas. Giai đoạn 2 sẽ là duy trì chiến đấu với cường độ thấp hơn nhằm loại bỏ những ổ kháng cự còn sót lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay. Giai đoạn 3 là xây dựng cơ chế an ninh mới tại khu vực, mục đích là loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm của Israel với cuộc sống thường ngày ở giải Gaza, thiết lập trạng thái bình thường mới với công dân Israel và những người sinh sống quanh vùng đất này, ông cho hay. Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực xây dựng chiến lược rõ ràng nhằm tránh xa lầy tại giải Gaza, nhưng phải đảm bảo Hamas không còn kiểm soát khu vực này và gây ra mối đe dọa cho Israel. Lãnh đạo Đảng Thống nhất Quốc gia đối lập Benny Gantz và nghị sĩ Gadi Eisenkot, người tham gia nội các khẩn cấp thời chiến, đã yêu cầu quân đội Israel chuẩn bị phương án rút khỏi giải Gaza sau khi đạt được các mục tiêu. Các quan chức Mỹ và Israel giấu tên nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng bí mật hối thúc Tel Aviv hoàn thiện kế hoạch rút lui. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và các quan chức dưới quyền dường như vẫn chưa có phương án cụ thể và đang tập trung vào mục tiêu lật đổ Hamas tại giải Gaza. Hamas vào ngày 7 tháng 10 mở chiến dịch tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển nhằm vào Israel, khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng. Israel sau đó phong tỏa giải Gaza và mở các đợt tập kích trả đũa, điều xe tăng cùng bộ binh thực hiện một số cuộc tiến công cục bộ vào khu vực. Israel cho biết hơn 200 người, bao gồm công dân nước này, người nước ngoài và người mang hai quốc tịch, bị các tay súng Hamas bắt trong vụ tấn công phối hợp. Quân đội Israel cho biết phần lớn trong số con tin bị Hamas bắt và đưa đến giải Gaza vẫn còn sống. Giới chức Israel nhiều lần tuyên bố sẽ xóa sổ hoàn toàn Hamas và năng lực quân sự của nhóm. Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo nhiều nước cảnh báo chiến dịch tiến công trên quy mô lớn nhằm vào giải Gaza có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại khu vực bị Israel phong tỏa trong nhiều ngày qua. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho giải Gaza. Ai Cập vào ngày 21 tháng 10 tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế để thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng ở giải Gaza, giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và tiến tới giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua thông qua giải pháp hai nhà nước. Việc tổ chức sự kiện quốc tế này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình ở giải Gaza. Đại diện của Pháp, Hy Lạp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Kuwait, Iraq, Italy và Cộng hòa Síp đã xác nhận tham dự. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo của Palestine, Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ dự sự kiện. Trước thềm hội nghị, hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Hamas-Israel vẫn diễn ra dồn dập. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các đợt oanh tạc của Israel nhằm vào giải Gaza đã làm chết 307 người Palestine trong vòng 24 giờ tính đến tối ngày 19 tháng 10, nâng tổng số người chết từ khi Israel tuyên chiến với lực lượng Hamas lên 3.785 người, trong đó ít nhất có 1.524 là trẻ em và 1.444 là phụ nữ. Trong khi đó, kênh Al Jazeera vào ngày 20 tháng 10 đưa tin số người chết thực tế ở Gaza có thể còn cao hơn nhiều khi hàng trăm nạn nhân khác vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc tấn công dữ dội của Israel trong suốt gần 2 tuần qua. Ngoài ra còn có trên 12.500 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel. Theo cơ quan phụ trách nhà ở tại Gaza, ít nhất 30% tổng số ngôi nhà đã bị phá hủy do vụ đánh bom của Israel. Số nhà không thể ở được là 9.055 căn, số nhà bị hư hỏng nhẹ là 121.000 căn, số người phải sơ tán bên trong Gaza đã lên tới gần 1 triệu người. Trong đó có trên 527.500 người ở tại 147 nơi trú ẩn khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc. Những nơi này đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng tồi tệ do tình trạng thiếu nước. Người dân Gaza đang dùng nước từ các nguồn không an toàn, có nguy cơ tử vong và nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm. Các quốc gia, tổ chức quốc tế vẫn đang tiếp tục kêu gọi tổ chức đưa hàng nhân đạo vào giải Gaza hàng ngày. Các xe chở đồ thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tới khu vực biên giới và sẵn sàng di chuyển vào khu vực giải Gaza. Tuyên bố trên của WHO được đưa ra trong thời điểm nhiều tấn hàng cứu trợ từ Ai Cập, Jordan, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ đã tới cửa khẩu Rafah chờ tiếp cận vùng lãnh thổ của Palestine từ phía Ai Cập. Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Palestine-Israel sẽ sớm quay lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông hy vọng Israel và Palestine sẽ sớm nối lại đàm phán.
Nhấn mạnh về cuộc xung đột căng thẳng tại dải Gaza trong cuộc họp giao ban hàng tuần vào ngày hôm qua, ông Lavrov cho rằng cần phải phối hợp mọi hành động thiết thực với các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng tính đến thực tế mới kể từ năm 1967 cho đến nay. Liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho công dân Nga tại khu vực dải Gaza, Phó Giám đốc Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaitsev cho biết Nga đang tích cực làm việc để đảm bảo an toàn, sơ tán công dân Nga ra khỏi khu vực xung đột. Ông cũng cho biết Nga vẫn giữ liên lạc với các bên chủ chốt trong khu vực để đảm bảo việc sơ tán an toàn cho người dân thông qua các hành lang nhân đạo và về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Kịch bản cho chiến dịch tấn công toàn diện của Israel vào dải Gaza. Israel đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện vào dải Gaza. Trong khi lực lượng Hamas cũng chuẩn bị để bảo vệ mảnh đất này, cả hai bên đều quyết tâm, có kinh nghiệm và đều tuyên bố sẽ chiến thắng. Tạm thời bỏ qua câu hỏi rất quan trọng rằng điều gì sẽ tạo nên chiến thắng cho một trong hai bên, một khía cạnh đang được nghĩ đến là cách tiếp cận của hai bên sẽ như thế nào với trận chiến sắp xảy ra. Về tương quan lực lượng, mỗi chỉ huy đều cố gắng tận dụng tối đa điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương. Quân đội Israel và lực lượng Hamas cũng vậy. Họ biết nhau từ những cuộc đụng độ trong quá khứ và cả hai đều có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Gần như chắc chắn rằng hai bên đều được bạn bè và đồng minh của họ hỗ trợ bằng thông tin, tình báo và kinh nghiệm. Điểm mạnh của lực lượng Israel là gì? Đầu tiên và quan trọng nhất là ưu thế vượt trội về lực lượng được đào tạo và trang bị tốt, với nửa triệu lính thường trực đang được triển khai trên khắp Israel và bờ Tây. Lực lượng Hamas ước tính có 10.000 tay súng đã được huấn luyện cơ bản và trang bị vũ khí phù hợp với nhiệm vụ chuyên biệt. Hamas có thể dễ dàng tăng quân lên tới 100.000 tình nguyện viên sẵn sàng chiến đấu, nhưng nếu không được huấn luyện về chiến thuật và trang bị phù hợp, họ sẽ chủ yếu dựa vào ý chí và quyết tâm của mình. Quân đội Israel được đánh giá vượt trội hơn về số lượng và chất lượng trang thiết bị, lực lượng được huấn luyện, kỷ luật tốt hơn và chuyên nghiệp hơn, linh hoạt hơn trong chiến đấu, phối hợp giữa các khu vực của chiến trường, có thể tạo nên bất ngờ về mặt chiến thuật bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận và vũ khí mới. Đối mặt với quân đội Israel, lực lượng của Hamas rõ ràng là yếu hơn, nhưng họ có thể có sự kiên trì và cống hiến mãnh liệt để bảo vệ quê hương. Một lợi thế của Hamas là họ đang chiến đấu trên sân nhà, nơi họ biết rõ mọi ngóc ngách, tòa nhà, mái nhà và đống đổ nát. Hệ thống đường hầm của Hamas đã xây dựng trong nhiều năm ở dải Gaza là tài sản phòng thủ cực kỳ vững chắc. Các chỉ huy quân sự và dân sự hàng đầu của Israel mới biết chi tiết về kế hoạch tấn công và thời gian, nhưng giới quan sát dự đoán được lối hành động chính của Israel như sau. Cuộc tấn công tổng lực gần như chắc chắn sẽ bắt đầu vào ban đêm. Hầu hết binh lính Israel đều được trang bị kính nhìn đêm và được huấn luyện cách để nhìn trong bóng tối. Các phương tiện trên không, máy bay có người lái, trực thăng và máy bay không người lái của Israel cũng hoàn toàn có khả năng hoạt động trong bóng tối. Hamas chắc chắn cũng có một số thiết bị nhìn đêm nhưng không có khả năng tấn công và tiêu diệt các phương tiện bay trong đêm. Do diện tích hẹp của dải Gaza, hầu hết các máy bay ném bom của Israel có thể phóng vũ khí chết người từ bên ngoài vào dải đất này, có thể từ lãnh thổ Israel ở phía đông và biển Địa Trung Hải ở phía tây. Bom thông minh có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách đủ để giữ cho máy bay ngoài tầm với của hầu hết bệ phóng phòng không của Hamas. Không phận hình móng ngựa ở phía tây, bắc và đông dải Gaza sẽ tràn ngập máy bay Israel. Vài phút trước khi các lực lượng của Israel tiến vào, các máy bay Gulfstream và Super King Air của Israel làm nhiệm vụ chặn liên lạc bằng phương pháp điện tử. Biện pháp can thiệp điện tử sẽ khiến điện thoại di động không thể hoạt động, còn các tháp viễn thông sẽ là mục tiêu trong đợt ném bom đầu tiên. Các hệ thống thông tin liên lạc khác, bao gồm đường dây điện thoại và Internet trên đất liền, sẽ bị nhiễu và không thể sử dụng được. Hoạt động tấn công phối hợp trên bộ và trên biển sẽ diễn ra sau đó, xuất phát đồng thời từ nhiều hướng, có thể là vào khoảng nửa đêm. Cách này giúp lực lượng tấn công giành thế chủ động vào lúc mà hầu hết thế giới Ả Rập và châu Âu đang ngủ say, còn lục địa Mỹ chuẩn bị kết thúc một ngày. Các lực lượng trên bộ sẽ vượt bức tường ngăn cách mà Israel xây dựng xung quanh dải Gaza bằng máy ủi bọc thép để chọc thủng giao cản, ủi các loại mìn chống tăng và sát thương mà Hamas đã gài trước. Tiếp sau là xe tăng Merkava và bộ binh. Mục tiêu ban đầu sẽ là tiếp cận các điểm mà đối phương đang tập hợp lực lượng trước lúc bình minh. Vì người Israel muốn chiếm giữ những vị trí phòng thủ kiên cố trước khi mặt trời lên và Hamas phản công. Theo giới phân tích, mục tiêu chính của đêm tấn công đầu tiên có thể là bao vây thành phố Gaza và cô lập với phía nam dải Gaza nhằm ngăn chặn việc tiếp tế cho lực lượng Hamas. Địa hình ở đây phù hợp với khả năng này vì khu vực phía nam thành phố Gaza chủ yếu là các trang trại, không có tòa nhà cao tầng. Để làm được điều đó, Israel sẽ tấn công từ phía tây, từ hướng đài tưởng niệm Al-Aqsa và sử dụng chiến thuật gọng kìm quân sự cổ điển để đảm bảo thành công. Ở phía đối diện sẽ là lực lượng di chuyển từ sa mạc qua dải Gaza. Israel có thể huy động hải quân đổ bộ lên các bãi biển.
Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.